được. Em không thấy, em không thấy em ấy đâu, mà em cảm thấy buồn cười ấy. Mọi người biết vì buồn cười về cái gì không? Buồn cười ở cái là như này này, con người ta đây là tóc đúng không ạ, mà bạn ý tưởng tượng được đó đó là cái chòm lông, thế bạn ý là con gì bạn ý tưởng tượng được đây là chòm lông nhỉ hả mọi người? Nhiều khi em nói chắc các bạn đấy không biết đâu, vì các bạn rất ít tuổi, các bạn có rất ít tuổi nên là chắc các bạn không hiểu đâu. Không, bây giờ em đi ăn đây, em vẫn phải giữ sức khỏe của em chứ, giữ sức khỏe để em còn kiếm tiền em lo cho bản thân em và gia đình em. Bài mới của em là bài Anh Thầm Mong, một bài hát buồn. Em ơi đừng buồn như thế, chia tay là điều có thể, mạnh mẽ lên đừng buồn em nhé, dù nỗi đau kia đang đây rồi. Không thương đừng làm khổ nhau, vì hạnh phúc em đem cho người sau, đừng oán trách giận hờn chi nhau, anh thầm mong em được hạnh phúc. Ra rồi. Bổ sung vitamin rất tốt cho sức khỏe. Em cảm ơn anh gì đây, đang vui mà hát bài buồn chứ, bây giờ em thu rồi thì em phải gì. Cảm ơn anh Ngọc Quân 30, anh bảo cu này hát cũng bình thường, anh bảo hát bình thường thì em hát bình thường mà, em bảo là em nói rồi, em cũng đã nói với rất nhiều người rồi là em hát không hay, thật sự giọng hát của em thì không có gì đặc biệt. Cảm ơn Nguyễn Thơ, giọng hát của em thì không có gì đặc biệt hết, nhưng mà em kiểu như là em thích hát đi, em thích hát và em thích được hát, và em cũng đăng lên cái trang cá nhân của em đăng lên kênh cá nhân của em để sau này có cái để mà khoe chứ đúng không mọi người, sau này có cái mà khoe đấy, tao khoe bạn bè, khoe với con, khoe với cháu là ngày xưa bố thế đấy, bố cũng có nhiều người, có nhiều các mà cô các chú các ông các bạn các anh các chị yêu quý cũng ủng hộ đấy, chứ không phải là em mà rồi em chưa bao giờ thật sự cái mác ca sĩ, em nói thật với mọi người là cái mác ca sĩ chưa bao giờ em nói em là ca sĩ cả, cái mác ca sĩ đấy cũng chỉ là mọi người tự tự mọi người ghét mọi người bịa đặt cho em thôi, mà em không hiểu là em đã làm gì, em lừa hay là em làm cái gì sai trái với người ta mà để người ta ghét em, thật sự em chưa làm cái gì để mà để người ta phải ghét em cả, thế mà vì sao mà cứ đặt các cái mác cho em rồi nói xấu em, cái đấy là em cái này em thấy buồn cười. Nhưng mà họ họ càng chê nhá, em nói thật với ai em không biết, với ai thì em không biết, bị chê thì người ta sẽ làm đúng không ạ, bị chê thì người ta sẽ lản, người ta sẽ không muốn làm nữa, nhưng với em càng chê em, càng chê em thì em lại càng cố gắng, bởi vì em muốn là những người chê em sẽ nhìn thấy cái sự cố gắng của em, nhìn thấy sự cố gắng của em và đón nhận em, cái đấy là cái mà em muốn muốn được, muốn thành công nhất, cái đó là mới là cái thành công. Để cho những người ghét mình thành quý mình, đó là cái thành công mà em mong muốn. Thị Trần tia em đừng tia axit à, ăn đi bé, bổ sung vitamin. Không phải hôm nay em mệt rồi, hôm nay mệt em bán hàng hơn 2 tiếng, à đâu 2 tiếng đúng không, em bán hàng 2 tiếng.
tiếng em thì ngồi nói chuyện với mọi người vui được thôi. Em ăn với cho được con mụ nhì này, sợ thật. Chán ra thì không thấy đâu, đúng không?